những chiếc giỏ xe chờ đầy hoa phượng, em chờ mùa hè của tôi.
xanh tàn cây góc sân trường. Hành lang ấy xa dần xa bước chân người. Bạn thân hỡi ta khắc ghi trong lòng những ước mơ hồng ngày tháng chưa mong. Dòng lưu bút chưa kịp ghi đã ướt nhỏ, nhành hoa thắm chưa kịp trao tay một lần. Kỷ niệm đó trong chiều mưa tan trường, hai đứa chung đường sao nghe vẫn vương. Bao yêu thương trong ta tìm về một thoáng trường xưa đã nghe thời gian trôi xa, nghe bâng khuâng trong tim một thời tìm bước ngày xưa ướt mưa người còn đâu nữa. Ai thương ai quen ai giận hờn buồn cánh phương giờ khi ta chờ người không tới. Trong hôm nay miên man bồi hồi nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình. Ghế đá xanh tàng cây góc sân trường, hành lang ấy xa dần xa bước chân người. Bạn thân hỡi ta khắc ghi trong lòng những ước mơ hồng ngày tháng chờ mong. Dòng lưu bút chưa kịp ghi đã ướt nhòa, nhành hoa thắm chưa kịp trao tay một lần. Kỷ niệm đó trong chiều mưa tan trường, hai đứa chung đường sao nghe vẫn vương. Bao yêu thương trong ta tìm về một thoáng trường xưa đã nghe thời gian trôi xa, nghe bâng khuâng trong tim một thời tìm bước ngày xưa ướt mưa người còn đâu nữa. Ai thương ai quen ai giận hờn buồn cánh phương giờ khi ta chờ người không tới. Cho hôm nay miên man bồi hồi nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ. Ghế đá xanh tàng cây góc sân trường, hành lang ấy xa dần xa bước chân người. Bạn thân hỡi ta khắc ghi trong lòng những ước mơ hồng ngày tháng chờ mong. Dòng lưu bút chưa kịp ghi đã ướt nhỏ, nhành hoa thắm chưa kịp trao tay một lần. Kỷ niệm đó trong chiều mưa tan trường, hai đứa chung đường sao nghe vẫn vương. Bao yêu thương trong ta tìm về một thoáng trường xưa đã nghe thời gian trôi xa, nghe bâng khuâng trong tim một thời tìm bước ngày xưa ướt mưa người còn đâu nữa. Ai thương ai quen ai giận hờn buồn cánh phương giờ khi ta chờ người không tới. Cho hôm nay miên man bồi hồi nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình. Thank you.
hãy gặp bạn kỷ niệm 20 năm ngày ra trường. Và có lẽ không biết nói gì hơn trong những thời phút tưng bừng, ấm cúng và trang trọng như thế này. Có lẽ cho phép Phương Quyên xin được dành quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chúc mừng buổi hội ngày hôm nay. Để mở đầu cho chương trình buổi hội ngộ của chúng ta ngày hôm nay, có lẽ không còn biết nói gì hơn, xin được trân trọng kính mời tất cả các anh, các chị, thành viên tập thể Đốc 12E bước lên sân khấu và chúng ta cùng cất cao lời ca, tiếng hát, bài hát mong ước kỷ niệm xưa để chào đón cho buổi hội ngộ của chúng ta ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời các anh, các chị. Gần như cô luôn luôn gắn bó với
viên. Chào mừng sự có mặt của cô ngày hôm nay. Thì xin phép tất cả chúng ta một tràng pháo tay thật to để cảm ơn sự có mặt của cô. Đã đi qua một góc phượng già hay là nhìn mở ra thành hoa phượng đỏ, cũng như là tiếng nghe sầu kêu thì không khỏi phải bâng khuâng nhớ lại, nhớ thầy, nhớ cô, nhớ trường, nhớ bạn bè. Và điều đó thực sự rất rằng là có thể và những ai có cái kỷ niệm đó thì chắc là cũng không bao giờ, tôi nghĩ rằng chắc cũng không bao giờ quên được, cũng phải bâng khuâng nhớ lại. Và đó minh chứng cho rằng cái bất diệt và cái những cực kỳ sâu sắc của tuổi trò chúng ta. Và có lẽ chính vì vậy ngày hôm nay trong cái không khí linh thiêng của cái ngày dỗ tổ vô hùng và cái ngày không khí tưng bừng của kỷ niệm 30 tháng 4 giải phóng miền Nam thống nhất và ngày quốc tế lao động hôm nay, thì tập thể lớp 12 em chúng ta lại có cái buổi gặp mặt để đúng với cái tựa đề là ngày hôm nay ngày đến của bây giờ chúng ta ngồi lại với nhau ôn lại một chút kỷ niệm xưa, quên đi cái mọi lo toan cuộc sống, nghĩ tới cái tuổi học trò tinh nghịch ngây ngô và vô tư, không phải suy nghĩ không vận động gì của cuộc sống cả. Chúng ta xin chúc cho buổi gặp mặt chúng ta thật là ấm cúng và có ý nghĩa. Xin một phút xong thành viên lớp E có một đã và để sự kiện xin các bạn cho các và chúng ta tất cả chúng ta đứng dậy và xin một phút mặc niệm hoàn toàn phút mặc niệm bắt đầu. Thôi kính thưa cô gia và kính thưa cô, em thì không biết là cô có những kỷ niệm cũng như là những cái ấn tượng gì về tập thể lớp 12 em không? Và bây giờ xin được trân trọng kính mời cô lên sân khấu và có những lời chia sẻ về những hồi ức cũng như là những kỷ niệm đối với tập thể lớp 12 em. Xin trân trọng kính mời cô ạ. Đại gia đình tập thể lớp 12 em khóa 92-95. Thế thì nói đến kỷ niệm của cái tập thể lớp thì có lẽ các em cũng biết rồi. Buồn khó cũng có. Từ đầu tiên cô cũng cầu nguyện cho toàn đạo sinh lớp 12E là được siêu sinh trong cõi cực lạc vô lượng quang của Đức Phật A Di Đà. Thế còn tập thể lớp 12E của chúng ta ở đây có cả dâu cả rể thì những cái kỷ niệm rất là đặc sắc đối với đời của đời tôi ấy. Cũng là về thành phố được tròn 20 năm. Trước thì cô cũng dạy ở trường gọi là bây giờ là trường cao đẳng sư phạm các bạn. Do đó thì về trường của Quốc Công Thông Trung ương và cuối cùng về sau đó lại về trường phổ thông trung học Yên Lạc, các ba Yên Lạc. Và đến 2000 và đến 1983 thì là về cuối năm này đầu tháng 4 là về trường phố. Đến 2005 thì là đúng 20 năm, hơn 20 năm tí là ở phổ thông trung học thành phố. Trong 20 năm đó thì tôi cô giáo chủ nhiệm 7 lớp ấy, với hết khóa này là đến khóa khác. Thì nhưng mà cái lớp chúng tôi sinh 1977, đúng nhỉ? Sinh 1977, tức là đã là đinh tị, đã tuổi tinh, con trai thì tinh thì rộng lắm. Nó giỏi đủ kiểu, cái đầu nó có giỏi, cho nên là nó học thì nó lúc bây giờ là chưa chắc lắm, nhưng lúc nghịch thì phải nói đúng là có giỏi. Và đến bây giờ con nhìn lại toàn bộ thế, xin lỗi là con gái 12E, nhưng mà cái trai kinh tị đúng là nó giỏi thật, bây giờ nó giỏi thật. Và cô không tưởng tượng nổi cho đến bây giờ con nhìn lại cái đại gia đình của lớp 12E, cả dâu cả rể nó lại trưởng thành và vui vẻ như ngày hôm nay. Và cô không có gì
đây là một cái mà phần thưởng vô giá với cuộc đời giáo viên của cô. Chị các cô, các em đến cho cô hay là gì cô cũng quý bạn nhìn cái đội ngũ các cháu. Tương lai của đất nước cũng là tương lai của gia đình và là phần thưởng vô giá của các đời của các em, cũng là của các cô. Cho nên một điều cô khuyên rằng ở lớp nào mới có một tiến sĩ là bạn Long, và tương lai cô hy vọng sẽ có nhiều tiến sĩ hơn nữa. Và thân thế cô đã nhìn thấy nhiều tiến sĩ không chỉ mặt trận văn hóa kiến thức mà nhiều tiến sĩ trong đời thường, những người rất gần cô cũng chỉ là bình thường thôi, như bạn Độ, bạn Hồng đấy, bạn Đức, rồi tất cả những người gần như bạn Nam làm những việc rất bình thường nhưng lúc nào cũng gần gũi bên cô. Cô rất cảm động. Còn các bạn ở xa thì lại bằng cách này cách khác, nhưng mà những người, những bạn mà rất gần trong cuộc sống chăm sóc cô, thăm hỏi cô những lúc cô vui và kể cả những lúc cô buồn, thì cái này cô nghĩ là trong cuộc đời cô đều ghi nhận ra hết. Và có lẽ không có cái gì bằng là cô mong muốn một điều là các cháu, các em, cả dâu cả rể muốn làm gì thì làm, muốn kinh tế làm ăn kiểu gì thì làm, nhưng phải quan tâm đến cái các con của các em. Đấy là phần thưởng vô giá. Cô mới gặp được một vài trường hợp như bạn con của Phùng Lâm chẳng hạn, học ở trường An thi bao nhiêu mấy trăm mà nghìn mấy nghìn học sinh, nhưng mà cháu đã đạt được vào trường An, như thế là cô rất là quý. À, con dâu của đâu của ai em, cô cũng cầu mong là các em hỗ trợ cho chồng, cho gia đình mình để phục vụ chồng phát triển và phục vụ con cái, để làm sao mà toàn bộ. Cô cũng cầu mong rằng là các cháu con của em này dù xa dù gần để cô thấy sự trưởng thành. Và nói thật, biết đâu là cưới có cạnh các em cô đi được một số, nhưng cưới con các em nếu xe gắn tiến đón cô thì cô không biết nói gì hơn. Cô xin cảm ơn toàn bộ sự cố gắng của ban lãnh đạo, ban chỉ đạo, hội lớp, và xin chân thành cảm ơn sự có mặt của tất cả dâu rể và đặc biệt là thế hệ trẻ, thế hệ mầm non là đã có mặt trong buổi vui hôm nay. Xin chân thành cảm ơn ạ. Trân trọng cảm ơn cô Gia. Dạ, thưa cô ạ, cô ơi, bây giờ thì em có thể hỏi cô một chút được không ạ? Nếu như em có một học sinh của mình bất kỳ đứng lên, cô có nhớ tên của học sinh đó không ạ? Có nhớ không ạ? Có ạ, cũng là có nhớ đúng ạ. Chung mà nói là nhớ được khoảng 60-70%. Vâng, em quên xin mời một anh hoặc một chị trong lớp 12E đứng lên được không ạ? Rồi. Rất là chân thành cảm ơn cô, cảm ơn anh Đức ạ. Và thưa cô ạ,
Trong buổi gặp mặt ngày hôm nay thì ban liên lạc của lớp cũng như là tập thể lớp 12E có một món quà kỷ niệm gửi tặng cô. Cảm xúc cũng như là suy nghĩ dâng trào sau 20 năm ngày hội ngộ của thầy và trò cũng như là của các thành viên của lớp 12 ngày hôm nay. Và ngay sau đây thì có lẽ là chúng ta sẽ được thưởng thức một tiết mục dance spot chương trình đầu tiên. Xin mời bạn Lỗ Ngọc Khánh và bạn Lỗ Tuyến Hải với vũ điệu Patachan. Xin được trân trọng kính mời em Nam
sẽ thay mặt ban liên lạc lên tổng kết hoạt động trong thời gian qua và phương hướng hoạt động quỹ trong thời gian tới. Xin được trân trọng kính mời anh Nam. Tôi thì không phải là lớp trưởng, nhưng mà tôi thì các bạn giao cho cái chức lớn, nhưng mà thời cổ người ta gọi là mõ làng ấy. Đấy, nhưng mà thật ra thì là cái mõ làng nó lúc nó cũng mệt lắm. Thế nhưng cái đấy, nếu như mà lúc đấy ít người thì các bạn ấy bảo là mai cố về nhà mà ăn nhá. Thế nên bây giờ các bạn đến đâu rồi thì nó bảo là kéo một thiếu cố thì mày về hài lấy cố ra mà bù. Khổ thật đấy. Còn đây, đây là vui hơn thì mình sẽ thông báo qua về cái tình hình lớp của mình, hoạt động của lớp. Chính thức ra thì lớp của mình đã hoạt động là trong vòng là 20 năm qua. Thì thực ra quỹ lớp là có từ ngày 1 tháng 5 năm 2010. Tổng quỹ có từ ngày đấy là 13.500.000. Và phần lớn là do cái các bạn mạnh thường quân đóng góp. Thì thực tế ra thì cái tiền đóng của năm 2010 chúng ta đóng là chi vào ăn và uống rượu hết rồi. Đấy. Trong năm qua thì nói thật là lớp thì là chỉ hoạt động ngoài lớp, và hoạt động chi tiền là duy nhất là chỉ chi cho hoạt động của các đám hiếu của các gia đình nhà các bạn. Hôm nay có người bị mất thì lớp có vòng hoa và con đi đến để chia sẻ cái nỗi buồn cho gia đình. Và duy nhất là có một buổi chi nhiều nhà cho vào ngày 30 tháng 4 năm 2011. Và tổng quỹ hiện nay là còn khoảng hơn 5 triệu đồng. Chi tiết thì mình đã có báo cáo bằng văn bản cho tới các ban cán sự của lớp rồi. Thế nên các bạn không phải lăn tăn gì cả. Đấy. Vậy là cái phương hướng tiếp theo ra sao? Thì với cái tình hình này thì nó sẽ phụ thuộc vào cái tình hình tài chính của lớp và cái tinh thần của bạn từ ngày hôm nay đổi đi. Hay là cái quy chế có thay đổi không thì cũng phải họp về sau này, chứ còn bây giờ thì cũng chưa quyết định được. Thì chúng nhân vật đen tôi thông qua để các bạn cũng biết và nắm bắt tình hình chung của lớp E cho các bạn là như vậy. Mình hát bài ca xây dựng để mang tính chất xây dựng cho cả con nữa, rồi, không nữa nhé.
cả. Rồi, xếp hàng ở kia, xếp hàng ở kia. Rồi, nào. Rồi, bây giờ tự giới thiệu về cái nhở. Con cháu tên là Nguyễn Quang Mai, cháu con mẹ Nguyễn Thu Hiền, cháu học ở trường trung học cơ sở Liên Bảo lớp 7B. Cô tên là Nguyễn Lê Hoàng, con học lớp 2A7 trường tiểu học Nam Trung Yên. Bố của con là Nguyễn Xuân Long. Chúng ta cùng dành một tràng
Có. Con có muốn tham gia một trò tiếp theo nữa không? Có. À, thì lát nữa nếu mà có trò chơi nữa. À, cô cho trò chơi với nhà ấy. Nhất định rồi. Cảm ơn con với bài hát rất là hay. Cảm ơn tất cả những bạn đồng. Và xin Đức Phật kiểm tra quả nhân của các phù hộ con. Thank you.
Oh,
Ta cho chị mấy bạn đâu.
núi à. Thằng Vũ đâu? Thằng Vũ, thằng Vũ. Alo, Vũ đâu? Alo, bạn với thằng Vũ đâu rồi? À đứng đây. Thằng Vũ đâu? Từ từ. Người mấy giờ? Sao rồi? Ok,